Bạch sư cho con hỏi, con có nghe sư giảng về việc vì sao người nữ không còn được thọ giới tỳ kheo ni, nhưng có một vị ni sư đã giảng rằng theo dòng lịch sử, dù rằng những vị tỳ kheo ni ở Sri Lanka không còn, nhưng sau này phát hiện ra ở Đài Loan vẫn còn những vị tỳ kheo ni để thọ giới cho người nữ. Đây có phải là thông tin xác thực không? Và nếu có thì có phải quý cô tu nữ cũng có thể thọ giới không? Cái sự kiện này thì sư cũng được biết là các một số vị sinh xuất gia nơi các vị tỷ kheo ni bắt truyền ở Đài Loan, nơi mà tương truyền các vị tỳ kheo ni từng hoằng pháp nơi đó. Quý vị nghe ta thấy nó ảo chưa? Thì cái việc mà các vị xuất gia nơi các vị tỷ kheo ni bắt truyền, mà tương truyền là từ cái nhánh của các vị tỷ kheo ni nguyên thủy đi tới nơi đó đó, thì chuyện nó không ai cấm hết. Nhưng vấn đề là các vị xuất gia như thế, các vị phải là tỷ kheo ni bắt truyền, chứ các vị không phải là tỷ kheo ni nguyên thủy. Giống như một người vào trong thiền viện nguyên thủy xuất gia nơi đây, đắp y như thế này thì là một ông sư nguyên thủy. Còn đi qua các chùa bắt truyền xuất gia nơi các thầy thì phải là một vị thầy bắt truyền. Không có lẫn lộn chuyện đó được. Chúng ta không thể nào lý luận là vị thầy mấy cái dòng truyền thừa bắt truyền đó hồi xưa cũng là đi ngược về nguyên thủy, về cái gốc gác là xuất phát từ cái thời phân chia bộ phái, từ cái lần cái tập kinh tạng lần thứ nhì thì cái gốc vẫn là gốc nguyên thủy, cho nên là cũng là ông sư nguyên thủy. Có ai chấp nhận cái đó không? Không có. Anh đã chia ra rồi nha. Anh đã sinh hoạt theo cái kiểu khác, anh tu tập theo kiểu khác, thì anh đã là một hệ phái khác rồi. Các thầy bắt truyền vẫn công nhận là tôi tu theo Đức Phật, cái đó đúng, nhưng các thầy vẫn là các thầy bắt truyền, chứ các thầy không bao giờ nhận là nam truyền nguyên thủy, không bao giờ các thầy nhận cái đó. Các sư cũng vậy, tức là quý vị xuất gia với các vị tỷ kheo ni bây giờ đã là tỷ kheo ni bắt truyền thì các vị phải là tỷ kheo ni bắt truyền. Cái nào ra cái đó đàng hoàng. Tại vì chư tăng các vị tỷ kheo xét nó rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc ở chỗ nào? Là anh muốn xuất gia đó thì cái dòng truyền thừa của anh nó không được đoạn. Tức là bây giờ phải xét các vị tỷ kheo ni ở Đài Loan ấy, có bị đoạn hay là không, đoạn từ hồi nào, có còn duy trì được truyền thống hay không. Tại vì nếu muốn duy trì truyền thống ấy, là các vị tỷ kheo ni đó phải vẫn tiếp tục là xuất gia nơi hai hội chúng tỷ kheo tăng nguyên thủy và tỷ kheo ni nguyên thủy cho tới bây giờ thì nó mới tính. Chứ còn mà các vị tỷ kheo ni đã xuất gia nơi hai hội chúng tỷ kheo là tỷ kheo tăng bắt truyền rồi là đi qua bên kia, không có tính ở đây nữa. Cái nào ra cái nấy. Cho nên sư thì sư không có phản đối cái vụ đó, nhưng mà nó phải chính danh. Tức là danh chính thì ngôn mới thuận được. Anh xuất gia bên kia thì anh qua bên kia.